Thì tối này không biết sao mà mưa lắm, mưa quá trời lớn hải lụng mọi ơi, ngập đường đi hết trơn à. Đó thì mấy con cá của mình ha, nó đi ra quá trời luôn à. Mình kiếm hình như là không thấy luôn bạn. Mai còn sót được hai con đây nè, đó. Còn nhiêu là nó ra ngoài thiên nhiên hết trơn à, nước nhiều nó trôi nó chảy đi á. Nó róc theo cái đường nước nó đi hết trơn, còn hai con sót đây bạn thấy không? Cái hồ còn trống không à. Mình mới khai nước ra nè. Hầu như là nó đi hết trơn cái hồ luôn người ta ơi. Tại vì cái chê bạn biết rồi. Đó, mưa lớn vô là nó đầy nước là nó nhảy ra liền. Giờ sẽ vớt mình bỏ vô. Trời ơi, mấy ảnh đi nè. Ra đây mắc cạn đây chứ mấy là ảnh đi nữa. Bạn có cái bực này là ảnh đi vào kinh luôn rồi. Cũng may còn sót được hai em đây. Uổng ghê luôn. Tạng nha bạn. Thiệt tình chứ. Hello, xin chào bạn. Chúc các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ nha các bạn ơi. Thì chúng ta mình đang cầm một cái thao nè và một cái rổ nè với lại một cái thùng nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi tát đìa các bạn ơi. Nhưng mà các bạn lại hiểu là mình tát đìa khổng lồ nha. Các bạn nghĩ sai rồi. Ngày hôm nay mình sẽ tát một cái đìa nhỏ đây nha các bạn. What? Đây thì đây nói là cái đìa thì không đúng nha. Tại vì đây là trước mình đã từng làm một cái ao quy các bạn. Mình nuôi mấy cái con vịt đó bạn. Nhưng mà trải qua một thời gian khá là dài, mấy con vịt mình nuôi bây giờ nó đẻ trứng rồi các bạn ơi. Và cái hồ này là nó bỏ qua rất là lâu rồi. Thì trước mình có thả cá đây nè để cho nó ăn mấy cái xiết của con vịt đó bạn. Nhưng mà bây giờ mình vẫn cho ăn thức ăn nha. Thì thấy nó cũng vẫn còn vài con trong đây. Thì không biết mấy cá trong đây là mình thả nó bự hay không. Thì bây giờ bạn thấy không, nước đục ngầu hết trơn, thấy không? Nó dơ quá trời luôn. Hồi sáng hôm qua các bạn, thì mưa nó tràn ngập mấy cái bờ ao của mình đó, với lại mấy hồ cá mình nó cá chê đi sạch trội à. Đó thì hồi tối mình suy nghĩ biết sao mà để mấy cái đi không đi nữa. Thì ngày hôm nay sáng sớm mình tranh thủ nha. Mình sẽ tát cái đìa này lên. Còn mình sẽ bắt mấy con cá và tạng là mình sẽ thả vô đây. Tại bạn biết sao không? Ở đây là nó có cái lưới rào giống vòng này thấy không? Đó thì khi con cá chê là nó không có phải mà nó bay nhảy vô cái lóc như bạn. Khi nó nhảy lên đây thì nó sẽ rớt tại đây là nó không đi được. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ quyết định mình tát cái hồ này lên. Mình sẽ set up lại toàn bộ cho nó đẹp. Còn mình sẽ bắt cá tê tạng mình thả đây nữa bạn. Chứ cái hồ kia trước mình nuôi mấy chục con bây giờ vẫn còn có 2-3 con, bạn thấy tiếc không? Đó thì mình sẽ cú cánh nha, mình sẽ tát mình thả ở đây. Rồi hy vọng ngày hôm nay mình sẽ tát cái đìa này lên. Rồi mình sẽ bắt thật là nhiều cá cho bạn xem nha. Đó bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ tát cái đìa lên nha. Thì sáng trước khi mình tát cái đìa này mình có chuẩn bị ăn một cái tô cơm chập má lửa để bạn. Để mình có cái sức nha, để mình tát cái đìa cạn nha. Chứ không ấy là lơ mơ không nổi cái đìa chứ phải vẫn chơi nha các bạn. Cô vậy chứ nó nhiều nước dữ lắm nha. Thôi nó giỡn thôi chứ cái này mình tát 1 phút 30 giây bạn ơi, coi nè. Mình biết thùng cho anh coi nha. 1, 2, 3, 4, 10. Đó các bạn ơi, thì nãy giờ sau hồi mình tá bạn thấy không, im ru không có chuyển động gì trơn à. Chẳng lẽ trong đây không còn cá nào ta. Thôi nhưng mà bây giờ mình sẽ tát nó để kiểm tra nha bạn. Hy vọng sẽ còn một con nào đó nha. Biết trâu nó nằm ở dưới nó trốn sao không các bạn. Rồi bây giờ sẽ cố mà tát cho thiệt nhiều cho nó cao hơn thôi. Hồi hộp quá. Ôi quá bự rồi, quá bự rồi, quá bự rồi, quá bự rồi. Trời, what the hell? Tự nhiên mình tát cái con chuột hùng nhảy đây luôn à. Ủa ngộ vậy ta. Trời ơi, mà sao không cách chê nè, làm gì nó ốm dữ trời. Ngày nào mình cũng cho ăn mà sao nó ốm dữ người ta. Chắc thức ăn mua lụi dởm quá. Hy vọng là cá này sẽ nhỏ nhất tem nha các bạn, còn mấy cá bự khác nữa nha. Rồi bây giờ thì cái lưng nó lòi lên nè các bạn ơi. Ôi sao hồi tát thì còn có 2 con bạn ơi. Thì trước mình thả ở đây là mình thấy diện tích nó khá là nhỏ nha bạn. Mình thả con có 4-5 con à. Với lại mình thả chung cá thì tượng mà cá thì tượng mất đi rồi. Thôi thì chắc nó cũng bị xi cầu que giữa mà cũng tội bạn ơi. Không biết sao nha. Nhưng mà vẫn còn này được rồi, bây giờ bắt lên. Bạn thấy 2 cá đều chẳng luôn nè. Rồi thêm 1 em nữa. Ôi ở dưới đây còn nha bạn, đừng có giỡn nghe đây nè con. Vậy là mình thả 5 con như còn đủ không ơi. 3 con nè. Ôi thôi 4 con nè. Hình như mình thả có 5 con, mình nhớ không làm thả cái này chặt các bạn, mình thả 5 con à. Rồi vậy mà nó còn được 4 con, vậy là tỷ lệ mình nuôi cũng đạt á chứ. Thì nó sống gần 90% các bạn, quá đã luôn rồi. Đó các bạn ơi, thì mấy con cá này giờ mình sẽ quyết định mình thả chung mấy cá chê đây nha các bạn. Tại vì nó cũng cá chê đen hay trắng hay vàng à. Đó thì cá chê đây thì nó cũng ít đi nha. Thì bây giờ mình sẽ thả xuống rồi, thôi mình sẽ đề phòng trước hơn nha các bạn. Mình thả xuống xong rồi một hồi mình sẽ lấy lưới mình rào xuống vậy nè bạn, để đề phòng nó đi nha. Đó. Thấy không, ở đây thì nước đầy đủ hơn đằng kia nha. Đó cho nên số lượng mình nuôi nhiều nó vẫn ăn đầy đủ, nó không có đi. Rồi bây giờ sẽ tiến hành mình thả 4 con này nha các bạn.
cá này thì nó khá là bự nha bạn. Thì mà không có đồ ăn, hành câu nên ăn vẫn được nha. Đó, ăn thức ăn không à. Rồi. Thì mình sẽ bỏ vô một ít trong nha bạn, để cho nó thêm cái phần đẹp nha. Đó. Cho con cá nó bớt thấy sáng lại có chỗ trú ẩn nha. A few moments later. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt cá nha bạn. Trong khi chờ đợi nước nó đầy mình sẽ bắt cá đây lên. Rồi ở đây mấy cá dê mình nó bự không mà muốn đi uổng quá trời bạn coi nè. Ở đó dê bự không? Bây giờ ra chỗ kia là em hết đường chạy luôn em ơi, thiệt luôn á. Bao em luôn. Đó. Bạn coi nè, cái tê đẹp ghê không? Mở ra rồi xong rồi khéo người ta ăn thịt nữa bạn. Nó không khéo người ta ăn thịt uổng nữa, thấy đẹp ghê không? Rồi một con. Rồi. Bạn coi nó bự thì ghê không? Đẹp nữa. Rồi các bạn ơi, sau khi mình vớt được 4 con nha bạn, tại vì cái hồ kia là nó còn có 2 con à. Chứ mình bắt hồ kính 2 con ở đây mình nuôi nha. Còn hồ kính lại mình nuôi cá cảnh nha các bạn. Rồi, chứ mình thả 2 con sợ nó buồn nha. Đó, giờ sẽ thả xuống đây nha. Ở đây thì mình nghĩ nó sẽ ít đi hơn nha, tại có lưới nó đào lại. Wow. Ở đây thì sáng sớm mình có thể mình ra mình ngắm ao quy nè, rồi mình ngồi mình coi cá cũng được nha các bạn. Với lại đây là mình rất là an toàn luôn, sợ nó không có ra được nha bạn. Đó, nó ở đây dính lưới rớt xuống lại à. Tôi mới lại. Ủa mới lại hết kìa. Ủa mấy con cái treo tạng này mua anh Tư mua đâu vậy, đẹp gì hả? Anh Tư mua 4 củ đó, thấy đẹp không? Quá, 4 con 4 củ. Ừ. Gì vậy hả? Đẹp không? Đẹp thiệt mà anh Tư nhốt đây ổn không anh Tư? Ủa sao không ổn, mình thấy lưới này không, sao nó ra được mà không ổn anh Tư? Tư có chứ cá chê biết đâu không? Đâu? Hồi bữa là mình mua mười mấy con á, anh Tư mua mấy con Tư thả ăn đẳng rồi sao đó mưa lớn hôm qua ăn nó đi sạch sẽ, còn có 2 con à. Rồi 2 con hồ kính anh tắt ra đây nuôi rồi đó. Ủa giờ anh Tư bắt mấy con cái chê về tạng này ra nuôi, còn mấy hồ kia anh Tư để làm gì? Ủa thì cái hồ kia là chà bá lửa rồi mình sẽ nuôi cá khác, từ từ mình nghiên cứu mình nuôi cá khác. Cái khác là cái gì anh Tư? Chắc nuôi cá tê nữa quá. Ờ anh Tư đừng nuôi cá tê nữa Tư ơi, cá tê anh Tư không? Tư nuôi ấm nhớm nhất nè, giờ anh Tư nuôi cá khác anh Tư ơi. Cá khác là cá gì? Ví dụ giờ mình mua cá chép về nè, cho màu mè cho đẹp anh Tư ơi. Cá chép nó nhảy là được không? Không Tư. Không phải không? Đúng rồi. Ok thì cái hồ đó là anh Tư cũng đang đau đầu biết nuôi cá gì. Thôi thì ba ke nói vậy chắc mình cũng nghe lời ba ke các bạn ơi. Ừ, thì khoan. Em có nuôi con cá thì không bao giờ nhảy được luôn anh Tư ơi. Cái gì? Cái mình kìm, cái mình tông rồi á. Trời ơi, cái mình tông ai nói không nhảy, nó nhảy ra cực kỳ xa luôn á. Bây giờ em mua cái chép đi với Tư không? Đấy, em cũng mua cái chép này rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Sẵn chung dịp vậy thôi các bạn ơi. Mà ba ke ơi, trước á là mà anh Tư xuống dưới mua cái chép là như nó hết, không có bán gì ơi. Này không, nãy không có, đi chỗ khác luôn anh Tư. Ok. Thôi thì ba ke nói cũng đúng các bạn ơi, thì hồi trước mình lại mua cá chép là như là không có cá về nha. Thì chắc cũng cả tháng mấy rồi phải không, mình sẽ trở lại mình mua. Hy vọng là ngày nay sẽ nhập cá chép về, mình sẽ mua và set up cái hồ kia lại. Thì cái hồ đó mình nuôi cá chê nó đi phải không, bây giờ mình nuôi cá chép nha các bạn. Hy vọng cá chép nó sẽ không bao giờ bay được nha. Với lại cá chép là nó lớn lên nó có màu đẹp lắm. Khoan. Hả? Cái hồ bằng xi măng thì Tư nuôi cá chép, còn hai hồ kiến Tư để làm cái gì? Hai hồ kính hả? Chắc bữa nào nuôi vậy dạng cá cảnh, ví dụ cá la hán nè, thì cá phát tài nè, được không? Trời ơi, em tưởng tôi không nuôi gì, em định xin về em nuôi mấy con cá chép anh Tư ơi. Vậy hả? Đúng rồi. Sáng sớm xin xỏ thiệt tình, te mình ai cũng xin chân. Ôi nó dở rồi, chứ hồ Tư còn xài. Phải không? Đúng rồi. A few moments later. Các bạn ơi, mình đi lại cái chỗ bắt cá chép á bạn, thì nó cá người ta bán cá bự thôi bạn ơi, cho nên mình lạnh tha nha. Đó, mình sẽ mua cá chép nhỏ nhỏ, cá chép câu gì mình nuôi. Đây nè. Anh Tha có rất là nhiều cá chép, hay thì mấy cá đuôi ngắn này là anh Tha không có chép câu nha bạn. Còn mấy con đuôi dài là cá chép phụng nha. Còn thôi mình sẽ lựa một số cá chép nhỏ này mình nuôi nè. Đó. Chứ lại với tiệm cá thì không có, cá này nuôi lớn là cũng đẹp lắm. Sẽ vớt một số. Rồi bây giờ sẽ coi Pha Ke nó mua gì, tại Pha Ke nó đồ mua cá sấu hoa tiễn. Cá sấu hoa tiễn quá trời Pha Ke. Cá sấu hoa chuyển thì tên tầm 30.000 con nha bạn. Bữa quý bà nó nuôi nay bự chảng à. Dạ. Con này dễ nuôi lắm. Ồ cá này giống cá cái bình đa quá Pha Ke, mà loại khác quá Pha Ke. Hồng tiên. Thôi đã ha. Cái bình đa quá trời luôn. Còn thôi mình sẽ lựa một số cá chép nha. Ở đây cũng cá chép luôn phụng quá trời đẹp. Ghê không? Cá đất bông đâu anh ta? Ở đâu? Đi lại con cá lóc bông coi kìa. Để nuôi từ từ bự lên. Trời ơi, bác nuôi bự cái này nè. Trời ơi, đã.
nuôi bự được cá này quá đã bạn ơi, mình phá cái lóc bông cho nó thấy không? Cá nhẹ như là nhỏ. Ghê à, bự dữ hả? À? Nay mới thay nước nhìn cái ông dĩ này kia quá đã không? Nuôi mà chừng nào đạt cái xây vậy là ngon nha bạn. Bự ghê không? Cá lóc bông mì nó dễ nuôi hơn cá lóc chú qua nuôi khó nuôi hơn. Bông ấy hả? Giờ nó nhập gì xây nó nhỏ vậy hả anh ta? Xây tí không à? Giờ bắt một cặp lóc bông này thì phải ghé dớt cặp lóc bông giùm thôi ghé rồi. Con nào? Cá này cái gì? Chép tử. Thôi mình mua cái chép kia rồi, chép coi kia kìa. Chép tử rồi giờ đã. Thôi cá này nuôi nó đâu có bự đâu. Ồ cá rồng này, cá rồng tí tí chạy quá trời. Cá rồng dĩ loại nhỏ nữa nè, cá rồng xay nhỏ nè. Cá rồng dĩ này nhiêu con anh hả? 100.000 hả? Nhấp phải bằng thấy không? Cái này ăn tạp ghê lắm. Giờ Hoa Ke sẽ vớt cái chép câu nha. Lựa đuôi ngắn vớt. Mà sao lựa con này cái màu lật đớt Hoa Ke. Lựa con cái màu giống con đỏ này nè, đẹp nè, thấy không? Coi con này màu vàng bạc thì đẹp hả? Vàng bạc hả? Vì vàng bạc đáng quý hả? Nhóc có thôi. Nó nhiều lắm, tôi cắn. Trời ơi, quốc này còn lạc hơn con nãy. Coi vậy chứ khó vớt, nó khôn vô là nó chạy lum lum nữa. Quá là nhiều màu luôn. Con nó nhỏ màu, những cái lớn nó đậm màu lên nè. Dạ. Yeah. Nhà nuôi nó đậm màu lên. Con này đã nè, thấy chưa? Trời ơi, cái tắc không có sốc cả nhau vậy. Khỏi chạy. Ok quá im. Mày im ra nha. Rồi các bạn ơi, giờ Hoa Ke nó sẽ tiến hành về nhà nó thả cá nha các bạn. Đây là con cá sấu Hoa Ke nó nuôi. Ủa? Chứ ốc hồi đã dưới rồi sao? Vô đầy nước luôn. Rồi, về nước mà nuôi lóc mà tróc thả. Bây giờ Hoa Ke sẽ tiến hành nó thả cá sấu trước nha các bạn. Tại sẵn tiện mình đi ngang nhà Hoa Ke cho Hoa Ke nó thả luôn. Mà trong đây Hoa Ke như nước có nuôi tôm nữa các bạn ơi, con tôm đây nè. Đâu thả tiếp rồi, nuôi cá lóc cá lóc nó mất hết rồi. Thả thả ao hả? Rồi nó thả ao bạn ơi, còn đây là nó thả cá tiễn luôn nha, sẵn có cái hồ luôn. Thả đỡ coi chứ. Mà có chừng em đẩy lên nghe chị nó nhảy ra nghe Hoa Ke. Thì có cái này được nha bạn, không mấy nè. Nó sẽ bị nhảy ra là uổng tiền, cá mắc tiền lắm. Con cá này thì 130.000 nha bạn. Cũng rẻ đâu. Bây giờ tôi ra coi con cá sấu bự đi. Ôi đã nè. Hoa Ke là nuôi cái hướng kinh doanh nha bạn, khi mà nó ở gần trường học á. Nó nuôi lên xe khủng nó sẽ bán lại. Hy vọng là nó sẽ nuôi cá này mau lớn để nó bán kiếm lời nha bạn đó. Rồi chúc mày về đây thuận lợi bình an nha. Rồi để đó, tao chị sửa con giờ sẽ dẫn các bạn con cá của Hoa Ke trước nuôi các bạn. Cá sấu một trước là bự lắm. Đây nè, hồi trước là Hoa Ke nuôi cá sấu ở đây nha bạn, thấy không? Nó nuôi đơn giản nước dơ cái hồ mà sao nó không chết ta? Cái quên lộn. Nó không thay nước mà sao cá nó không bự ta? Đây nè, ôi đây khổng lồ nha bạn. Giờ mình sẽ thử cái tay mình đưa vô thử nó cắn không nha. Ôi nó dở rồi, cái tay này còn xài. Ôi còn coi nó bự nè, thấy không? Mình thấy đưa điện thoại vô lại giống như mồi, thấy không? Ghê không? Cái này giờ mà đó Hoa Ke mua nhiêu Hoa Ke? Trăm mấy giờ ngã giá 5 xị bán không? Trăm mấy lời 5 xị là lời dữ lắm rồi. Bán không? Vậy nó bán nha bạn, ok. Bây giờ ba Hoa Ke sẽ thả cho con cá này nó ăn nha bạn. Khoan từ từ nhử rồi, lấy tay anh nhử vô được chứ. Dở vậy, lấy tay thả vô. Thả vô nè lợm à. Trời ơi, đã thiệt chứ. Cưng ghê không? Cá này mình chốt kèo 5 xị mà Hoa Ke không bán nè. Quá dữ. Tại nhà Hoa Ke bán cơm sườn các bạn, dư thịt cho nên nó nuôi cá sấu có tiễn được nha. Rồi đi Hoa Ke ơi. Thì các bạn ơi, nãy giờ mình đã về tới nhà nha bạn. Thì mình đã cho mấy cá vô đây nè, mình ngâm nãy giờ khoảng độ chừng nửa tiếng rồi nha. Đó thì ở đây mình có làm một cái máy lọc oxy nha bạn. Để chi? Để mấy cá này về mà chúng ta không chạy oxy thì lơ mơ nó sẽ ngụm cái tỏi nha. Đó thì đây nó chạy oxy, nó vừa lọc cho nước nó trong với lại vừa có oxy, cá này nó sẽ thoải mái hơn nha. Trước mình đã từng đặt mua trên mạng 100.000, hình như là 20 mấy con các bạn. Thì cũng gọi cá nè. Lại về nuôi chỉ nửa tháng sau thôi. Các bạn biết sao không? Không còn con nào. Tại không có oxy đó bạn. Rồi
Đó thì sau khi cá đã ngắm với thuốc nha bạn, thì thuốc này khử về để cho nó đừng có bị nắm bệnh nha bạn. Bây giờ tiến hành thả nha. Thì bán cá này lãi nhiêu ta? Hình như là 100 mấy các bạn ơi, nhưng mà anh bán làm sao, tính tới tính lui thì một hồi mua hai cái lóc bông nè, với lại một con cá sấu hoa tiễn nè, với lại như con đây là chắc khoảng mười mấy hay chục con cá chích côi gì á, rồi anh tha lấy có 200 ngàn nha bạn. Nói chung cũng tình cảm lắm nha, 200 ngàn. Rồi bây giờ tiến hành thả nha. Đó, bạn nào có muốn cơm muốn vô mua đi chắp côi lại, anh tha bán giờ đây, giờ cho thả ra nha, về hồ mới vẫn sẽ phát triển tốt nha. Đó. Ôi đã. Rồi các bạn ơi, thì mình đã thả cá xuống đây nha bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình lấy trong này kia mình để cho nó giống như có chỗ mà che mát nha. Rồi với lại mình thả hai cái lóc bông nha. Rồi các bạn ơi, thì hai cái lóc bông này mình sẽ tiến hành mình thả hai cái hồ nãy mình bắt hai cá chê ra nha bạn. Đó thì mỗi một cái bên mình nuôi một con nha. Bạn thấy mình chịu chơi ghê không? Làm cái hồ kính đã đầy chà bá lửa luôn. Nuôi mỗi bên một con cá lóc bông. Thì nó giỡn mà chứ mấy cá này mình nuôi đỡ nha, tạm thời mình nuôi đây đi. Khi mình thấy nó bự mình sẽ để chung ở đây cũng được bạn coi nè. Ở đây mấy con cá của mình nè. Quá đẹp luôn nè, thấy không? Cỡ này nó bự cỡ này luôn nè, mình để vô mình thợ ra để chung mấy cái này tấn công nha. Sẽ ăn thịt cá này luôn á. Đó, sung lắm. Bây giờ mình sẽ thả thức ăn cho nó ăn rồi nè. Đó đó đó, đó nó lên nè, bạn thấy nó chơi nè, chiến à. Chiến à. Tại nó quay thấy cái máy quay phim nó sợ đó. Đó, thấy ghê không? Bây giờ tiến hành mình thả vô mỗi bên một con nha. Cá này là đó mình mua hình như là xây khủng các bạn, 20 ngàn con à, giờ nhỏ xíu rồi đó coi nè. Cái này dám lơ mơ vô tách mẹ luôn. Nhỏ xíu. Rồi, thả vô. Đó, một em. Rồi tiếp tục bên đây nha em nữa nha. Coi thử em nào mau lớn nha. Ồ, lớn rồi nè bạn, 10 ngàn nè. Rồi thả vô. Đó, qua ngày mai em sẽ cho nó ăn sao nha. Ở đây bạn, thì cái hồ cá này trước mình thả cái bắp tài này với lại mấy con cá mà tay tượng các bạn coi, giờ nó ở đây là đã lắm nè, thấy không? Đó, thấy không? Nó bự như nay một chảng luôn hả? Đó. Nãy mình mới dọn mấy cái bèo này nè, dục ra bạn, mấy cái bèo này mấy con cá nó ở thì cũng ngon lắm nhưng mà mấy con sâu ăn quá, cho nên bây giờ mình sẽ thay là cái rong đuôi tròn nha, để từ từ ra rong đẹp hơn. Rồi thì cái hồ này chắc ngày mai mình nghỉ mới trong lại nha bạn, tại nước mình mới vô mình chạy oxy nó chưa có trong, không ngày mai chắc nó trong lại à. Rồi thì bây giờ mình sẽ muốn nghe lời phát biểu của bác Ke nha bạn. Sao ngày nay đi mua cá vui không? Vui rồi. Em có ý kiến gì không? Thấy ngày nay anh Tư nuôi cá vậy được không? Anh thấy nuôi cá vậy không được. Sao không được? Vì nước thì nó đục ngầu mà con cá thì nó màu y chang màu nước luôn. Ủa vậy ngày mai nó trong lại thôi, gì đâu, còn cá sấu em lo cá sấu em đi. Cái sấu em nó không gieo thì đã rồi, còn gì lo nữa thôi. Ok, rồi mai mốt có muốn mua gì nữa không? Có chứ. Mua gì nữa? Mua bậy 20 con cá sấu tiễn tiếp. Mua tiếp hả? Nói chơi chứ mua về thịt đâu cho ăn. Ok các bạn ơi, thì ngày nay nói chung mình với bà Ke đã trải nghiệm một ngày tát cá là bạn, ta tát đìa bắt cá nha bạn. Nói chung mình tát mấy cái đìa của mình lên đó là để mình nuôi lại để cá nó ra nha. Mùa này mùa mưa mà bạn. Thì một hồi sau khi kết thúc video mình sẽ sửa nó lại nha bạn. Nói chung mình sẽ làm hết toàn bộ để cho mấy con cá chê nó đừng đi nha. Thì ngày nay mình đã tốn 200k nha bạn. Nhưng mà mình ít tiền hơn bà Ke nha, bà Ke mua nhiều tiền hơn mình. Thì mấy anh em mình cũng đam mê cá cảnh lắm, thì nếu bạn nào yêu thích mấy anh em mình làm gì cá cảnh hãy cho mình xin một like, lượt kiếm lượt chia sẻ để làm động lực mình nha bạn. Nói chung mấy anh em mình sẽ tiếp tục thực hiện clip cá thật nhiều cho bạn xem. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn, bye bye.